Chào tất cả các bác, chào tất cả các anh chị. Hôm nay em giới thiệu với mọi người một cái cây, đó chính là cây năm cánh trắng Đông Nam Á. Thực ra mấy cái tên gọi tên, đặt tên thì nó chỉ là để dễ nhớ thôi anh chị ạ, để dễ nhớ về cái cây hoa và mặt hoa thôi anh chị ạ. Đây thì cái cây này là kích hoa là phun kiwi xanh, nên là nó có bông là bị mất màu, nhưng đây là bông thực tế, bông mà nở ổn định của nó. Đôi mắt của nó thì không khác gì cái cây, nó rất là giống cái cây năm cánh trắng Củ Chi, rất giống, giống thôi anh chị nhé, giống thôi. Nhưng cây này thì mũi màu nó đậm và mũi của nó là mũi màu. Đấy, thì đấy ạ. Mắt của nó khá là giống, anh chị nhìn thì nó cũng giống đúng không ạ, nhưng cái giống cây Củ Chi hay cái tuyết gì đấy đúng không? Tuyết chi mơ, cơ bản như vậy. Đấy, thì cây Đông Nam Á này thì nó là một cái cây cũng rất là đẹp, cũng nở ổn định nhiều lần rồi. Nhưng có một điều là nó có nhiều cái á, thì chốc em sẽ nói về cái cây, những cái cây năm cánh trắng như này. Thì em sẽ nói về những cái ưu nhược điểm của nó. Còn đây hôm nay thì em chỉ giới thiệu về mặt bông năm cánh trắng Đông Nam Á. Còn thân lá cái này thì em nhớ thì tí em sẽ nói sơ qua luôn. Thì cái cây năm cánh trắng Đông Nam Á này là thân lá của nó tím như một cây phi điệp tím bình thường. Đấy, lá của nó không phải là dạng, nhìn chung lá của nó là dạng lá nhỏ và quăn. Anh chị nhá, lá nhỏ và quăn này. Đấy. Anh chị nhìn cái lá này, tất cả những cái lá của nó đều như này hết. Tất cả những cái lá của nó đều xem như này anh chị nhá. Đều xem này, dù nó to đi chăng nữa nó như kiểu cái cây một mắt trái tim em vừa quay mấy hôm ạ. Cây một mắt trái tim này nó cũng đẹp, dạng lá nó kiểu dạng này. Đấy. Thì cái cây đây là một cái cây phun kiwi xanh và phun cả trên gốc, nên là nó ra hoa ở trên, phần trên. Gốc của nó để 3 cái và bây giờ đang xoè lá. Tổng là 5 mầm nhưng 3 mầm thì đang xoè lá. Được chưa? Đấy, cái Đông Nam Á này. Đấy, thì cái cây năm cánh trắng Đông Nam Á này ấy, thì em sẽ nói tại sao mà ưu nhược điểm nó. Cơ bản thì nếu mà nhìn như ở đây bây giờ nói này. Cơ bản mình nhìn ở đây như thế này là năm cánh trắng tinh, không ám tí nào. Đấy, nhưng những cái cây mà thân lá tím ấy, anh chị thân lá tím, cây này thì nó thân lá tím, nó không phải là xanh sạch 100%, anh chị nhá. Nó là thân lá tím thì cái việc mà về sau nó có trở lại cái việc mà cánh nó hơi phơn phớt phẩy là một cái điều chúng ta cần cân nhắc. Đấy, nhưng mà cái là cái này thì nó cũng ở nở ổn định rồi và nó cũng là cánh trắng tinh, cánh trắng anh chị ạ. Cái việc mà mình so cánh trắng này thì cách rất là đơn giản, em vẫn nói với các anh chị ấy, lấy một tờ giấy trắng xong mình cắt cái bông hoa ra và để lên trên tờ giấy trắng đó, mình sẽ nhìn được là cái việc nó trắng đến đâu, trắng như thế nào hay làm sao anh chị nhé. Còn cái cây Đông Nam Á, cái bông ở bên này thì là nó nở là biến thiên các thường, thế nên là nó cũng là một cái cũng rất là vui, kích hoa kích nó cũng rất là vui. Ví dụ như những cây như này làm sao chúng ta nở như này, làm sao chúng ta dám đánh giá 100% nó cây đúng được, đúng không ạ? Đấy, nhưng còn nếu như nó nở một cái bông này thì cái bông này là cái bông chuẩn của nó, bông chuẩn của nó thì nó ổn định mắt, đôi mắt, cánh hoa. Cây này thì em nói các bác là có một cái ưu điểm, đó chính là cánh của nó bay không bao giờ ngủ, kể cả 12 giờ đêm hay là 1 giờ đêm, bộ cánh của nó cứ bay như này thôi, cánh bay, cánh, bộ cánh bay rất là đẹp. Đấy, anh chị nhìn này, bộ cánh này của nó là suốt ngày suốt đêm là như này luôn, không ngủ một tí nào. Đấy, đây này, cái bộ cánh bay của nó rất là đẹp, không ngủ anh chị nhá, kể cả tối nó vẫn như này cũng rất là đẹp. Nhưng còn đương nhiên là khi mà nó quăn ấy thì đương nhiên là nó cũng sẽ giữ form. Nhưng có những bông nó rủ cánh rất là xấu, nó chỉ nở buổi sáng với ban ngày đẹp thôi, nhưng buổi tối thì nó cũng rất là cụp. Nhưng cây này thì nó lại khác, cây này thì buổi tối nó vẫn căng như này cũng rất là đẹp. Cây này cái cuống hoa của nó xanh sạch anh chị ạ, cuống hoa của nó cuống hoa xanh xanh sạch. Đấy, như cái mầm đây thì nó cũng lên là xanh sạch thôi, nhưng cái là nó, anh chị nhìn đâu, mầm đây là xanh sạch này. Đấy, thực ra là bản chất nó thì là hơi tím, tím như phi điệp tím á anh chị nhá, hơi tím. Thế nên là nó không phải xanh sạch 100% tuyệt đối, mà nó hơi tím, nó như kiểu là cây năm cánh trắng Phú Thọ là mọi người biết rồi đúng không ạ. Thì nó là cây mà hơi tím một tí.
đúng không? Nhưng về sau nó vẫn xanh sạch, thì nó tím thì đã gọi là tím thì nó chẳng khác gì phi điệp tím bình thường à. Phi điệp tím bình thường là thân lá nó cũng tím, tím nhiều tím ít thì nó cũng là tím đúng không ạ? Còn xanh sạch thì nó vẫn có phi điệp tím bình thường, nhưng mà những cái cây mà năm cánh trắng hay là trắng thì trắng thì là không có, trắng thì không có cây cây nào là thân lá tím mà. Nhưng mà năm cánh trắng là có cây tím anh chị nhá, thân thân tím đấy. Thì một số những cái cây ví dụ như cây Đông Nam Á này, năm nay nó mà nở lại cây to thì em sẽ quay video cả cây to thì nó dễ hơn, thì mọi người nhìn được tận mắt nó thoải mái hơn. Nhưng còn như cây Đông Nam Á này ấy, thì là nó năm ngoái thì nó cũng nở kích, năm nay thì nó nở như này thì cũng là đang nở kích, và nhiều nhà thì người ta nở tự nhiên rồi. Nhưng có một cái đặc trưng của cái cây Đông Nam Á này là cây này là khá là khó hoa tự nhiên, khá khó hoa tự nhiên, nó dạng như kiểu là cái cây hoa tự nhiên ấy, thì cây này khá là khó, nó dạng như là cái cây một trong những cây phi điệp đột biến nào mà khó hoa, ví dụ như là cây Hà Tĩnh hay là HO chẳng hạn, thế nó khá là khó hoa. Nhưng mà thực ra thì cái cây này thì nó ở một cái góc độ là phi điệp ấy, mình quan trọng là mình chăm chứ không phải là cái việc khó hoa dễ hoa. Bản thân cái cây năm cánh trắng HO ở trên cái YouTube trên ngàn hoa của em ấy thì anh chị cũng thấy là nó nở hoa tự nhiên, nó cũng bình thường mà, nó không phải là quá khó. Nó nở hoa tự nhiên, quan trọng là cách mà chúng ta chăm, hãy chăm nó một cuộc sống bình thường, một cuộc sống tự nhiên thì nó sẽ ra hoa một cách tự nhiên. Và ví dụ như năm nay em có một cái cây HO em nuôi tự nhiên, nó dài khoảng 80 gì đấy, 80-90, thì nếu như mà nó mà đang nuôi tự nhiên thì nó khả năng năm nay cũng có hoa thôi. Đấy thì có nghĩa là những cái cây mà quan trọng là cách chúng ta nuôi, chứ nó cũng không hẳn là cái việc là dễ hoa hay khó hoa. Nhưng mà bây giờ nhiều khi là về mình đầu tư nuôi nhanh ấy, thì làm kinh tế thôi mà là lại sử dụng thuốc nhiều, thế nên nó không ra hoa nữa, nó chỉ ra kỳ thôi anh chị ạ. Đấy là một cái mà chúng ta cũng nên lưu ý. Còn anh chị mà có mua phân thuốc hay là mua những cái gì vật tư thì cũng có thể liên hệ bên em cũng bán rất là nhiều đồ khác nhau, cũng như là những cái đồ của vật tư phân bón của Mỹ hay là của Anh, những cái một cái số những cái loại vật tư phân bón rất là tốt, thì các anh chị có thể liên hệ bên em. Cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào tất cả mọi người, hẹn gặp lại mọi người vào những video lần sau với những cái cây lan, hoa lan phi điệp cũng như là một số những cái cây hoa lan khác giới thiệu đến các anh chị. Và nếu như anh chị có nhu cầu thì cũng có thể liên hệ bên em để mua hàng hoặc đặt hàng. Còn một số những hình ảnh bên em thì mọi người lưu ý là có rất nhiều người ta sử dụng hình ảnh cũng như là sử dụng những cái video hay là những cái lời văn của em để người ta bán hàng. Mọi người nên lưu ý, em chỉ có một cái kênh duy nhất là kênh Thiên Đàng Ngàn Hoa, và có số điện thoại cố định của bên em. Anh chị có thể tham khảo thêm trên website, YouTube, Facebook hay một số những cái trang mạng xã hội khác. Cảm ơn tất cả các anh chị. Xin chào tất cả mọi người. Hẹn gặp lại mọi người vào những video lần sau. Xin cảm ơn.